đồi nương sương gió có ông chủ kia trồng một vườn nho. Ngày đêm lắng lo vun trồng chăm sóc xây chòi canh giữ. Vào ngày đi xa ông cho ta điền canh tác vườn nho. Đến khi chín đỏ thì sai ra nhân tới thu hoa lời. Tình thương Thiên Chúa muôn đời con mãi ngợi. Xưa đã tác sinh muôn loài, hằng chờ che đêm ngày nâng đỡ. Tựa như viên đá gồng tương nhân thế loài xa, mà con Chúa trên treo thập hình đã sống lại để cứu chân ai. Từng gia nhân tới nhóm ta điền kia hành hà chẳng ơi. Rồi khi cuối thời ông đành sai tới con một duy nhất. Vậy mà quân gian ra tay giết càn mong chiếm vườn nho, khiến cho chủ nhà đời quân gian ra đón ai thật thà. Xưa đã tác sinh muôn loài, hằng chờ che đêm ngày nâng đỡ. Tựa như viên đá gồng tương nhân thế loài xa, mà con Chúa trên treo thập hình đã sống lại để cứu chân ai. Hãy luôn cày trông nguyện cầu ta ơn. Bình an Chúa ban hơn mọi hiểu biết cho lòng thanh khiết. Điều gì cao sang công minh chính trực luôn gắng thực thi. Phúc vinh an bình trời cao ân ban chưa chan bên mình. Xưa đã tác sinh muôn loài, hằng chờ che đêm ngày nâng đỡ. Tựa như viên đá gồng tương nhân thế loài xa, mà con Chúa trên treo thập hình đã sống lại để cứu chân ai.